Anh Cung ơi, da của em rất là nhạy cảm, bình thường em dùng dung dịch vệ sinh hay bị ngứa ấy, thì anh có loại dung dịch vệ sinh nào dành cho da nhạy cảm không? Anh giới thiệu cho em với. Có luôn, anh có một cái sản phẩm này này, nó khá là phù hợp trong tình trạng mà những người da nhạy cảm mà hay bị ngứa khi sử dụng các loại dung dịch vệ sinh. Cùng anh xem cụ thể nhé. Dung dịch vệ sinh của hãng Femfresh cực kỳ quen thuộc đối với chị em, và lần này là bản dành cho da nhạy cảm, màu xám, sensitive. Cái này không màu, không mùi, không có xà phòng. Cùng anh xem chất gel của dung dịch vệ sinh này, hoàn toàn là trong suốt đó, và mỗi một lần các bạn sử dụng chỉ cho ra một ít như thế này thôi. Một chai 200ml thì dùng chắc phải đến nửa năm mất. Và dùng cái này thì nó cũng không có quá là nhiều bọt, cực kỳ là dễ chịu. Chị em hãy thử và cho bác sĩ Cung cảm nhận nhé.